Như đã ở trước phần đầu tiên này, mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề chăm sóc em bé bị sởi như thế nào. Đấy. Có nhiều mẹ đặt ra cái câu hỏi là có cái thuốc gì uống để cho em bé nhanh khỏi sởi không? Với các bạn thấy gần đây đó là dịch sởi bùng phát và vẫn đang hoành hành. Và điều đáng buồn đó là có rất nhiều em bé dưới 9 tháng tuổi, tức là chưa được tiêm phòng sởi mà đã mắc sởi rồi, làm cho ông bà bố mẹ rất băn khoăn và lo lắng. Những hôm trước mình có chia sẻ với các bạn về dấu hiệu nhận biết sởi, rồi cái cách phòng, rồi cách phân biệt với một số bệnh lý khác. Nhưng hôm nay mình chia sẻ về cái vấn đề chăm sóc. Thì sởi là chưa có cái biện pháp đặc trị, tức là chúng ta phòng bệnh bằng vaccine rồi. Nếu chưa tiêm vaccine thì em bé có khả năng mắc bệnh, và khi mắc bệnh này thì chúng ta không có thuốc đặc trị mà chúng ta chỉ điều trị triệu chứng và chờ đợi cái hệ miễn dịch của cơ thể nó làm việc trung bình từ cái lúc khởi phát cho đến lúc phát ban và bay hết ban, và em bé mất khoảng từ 7 đến 10 ngày cho một cái đợt bị bệnh sởi này. Trong quá trình chăm sóc chúng ta phải chú ý để tránh cái tình trạng bội nhiễm và suy giảm sức khỏe của em bé. Vậy là nguyên tắc đầu tiên với những cái bệnh lây truyền, bệnh truyền nhiễm, thì nguyên tắc đầu tiên đó là sẽ cách ly, tức là các bạn sẽ có thể điều trị sởi cho em bé ở nhà được, hoặc là ngay tại cơ sở y tế tuyến dưới mà không cần thiết phải lên tận tuyến trung ương, hãy tránh tình trạng quá tải không cần thiết ở đó. Sởi chúng ta vẫn phải cách ly, một là để không phát tán mầm bệnh ra ngoài, để nó tạo như là tạo cái vòng tái tuần hoàn, ảnh hưởng đến tiếp những cái người xung quanh chưa tiêm phòng. Thứ hai là cách ly để chúng ta ít tiếp xúc với các cái nguồn bệnh khác trong cái lúc này bị sởi tấn công, là hệ miễn dịch nó suy giảm, cơ thể đang yếu ớt. Nếu tiếp xúc với các cái mầm bệnh khác thì em bé dễ mắc thêm các cái bệnh khác và dễ có những cái biến chứng nguy hiểm hay là bội nhiễm, cho nên chúng ta cần cách ly và yếu tố giữ vệ sinh. Trong cái sở này thì các bạn cứ nhắc đến là ông bà ta có hai cái kiêng là kiêng gió và kiêng nước. Đấy, thì các bạn hiểu về vấn đề như thế này, thực ra nó kiêng đúng là kiêng nước lạnh và kiêng gió đúng là cái kiêng gió trực tiếp ngoài trời. Đó, chúng ta không, tức là ngày trước thì ví dụ cái điều kiện nó không tốt, nhà tắm thì ở xa, thì thế này thì kia, mỗi lần đi tắm thì phải xa xôi. Thì kiêng tắm cũng là kiêng nước kiêng gió, ở đây ý muốn nói tới giải thích đó là kiêng nước lạnh và kiêng gió trong ngoài trời trực tiếp. Còn lại chúng ta cần thiết cái việc tắm rửa vệ sinh cho em bé. Thứ nhất là trong cái vấn đề tắm này thì có, chúng ta sẽ tắm cho em bé là việc cần thiết hàng ngày để giữ vệ sinh, không tránh cái tình trạng nhiễm trùng da hay là các cái loại vi khuẩn nó cư trú ở trên da này, nó có các cơ hội nó xâm nhập vào bên trong cơ thể, vì da là cái lớp bảo vệ bên ngoài cơ thể bây giờ nó đang bị tổn thương. Đấy, là chúng ta cần phải tắm, tắm như thế nào và tắm bằng cái gì thì sẽ có nhiều người hỏi, đó là tắm bằng lá gì, thì có phải là tắm bằng các cái loại lá thì sởi nó sẽ nhanh phát không, hay là em bé nhanh khỏi hay không. Chúng ta có nhiều ví dụ điển hình như có những cái đợt rộ lên mình mua hạt mùi về tắm để phòng sởi cho em bé. Xin thông báo với các bạn là tắm cái hạt mùi này không có cái tác dụng trong vấn đề phòng sởi, nó cũng chẳng làm sởi nhanh khỏi hơn. Mục đích của các cái loại lá nhìn chung là nó có cái tính chất là có một số loại lá làm mát hay là sát khuẩn da, thì tắm nó sát khuẩn cái vùng bên ngoài da thôi. Đấy, và bệnh thì lây qua đường hô hấp chứ không phải là tấn công qua cái da này. Cho nên dù có tắm nhưng bạn tiếp xúc với người bị mắc sởi và bạn chưa tiêm phòng sởi thì bạn vẫn có khả năng bị mắc sởi. Vì vậy cái việc tắm với càng với những người lớn tắm lá thì có thể tắm theo cái cách kiểu là thói quen và mong muốn của mình, nhưng với trẻ em thì bạn sẽ cần chú trọng hơn cái vấn đề này. Cái lá nó không có tác hại nếu mà nó đảm bảo đủ cái độ sạch và độ an toàn của nó, tức là đảm bảo về nguồn gốc. Đấy, bạn rửa sạch, bạn ngâm qua nước muối rồi bạn nấu cho em bé tắm, và lá nó không dư các cái thuốc bảo vệ thực vật thì ok, tắm nó không vấn đề gì, nó chỉ có tác dụng là như một cái loại nước sát khuẩn, thay cái loại nước sát khuẩn mà chúng ta dùng để vệ sinh sát khuẩn cái vùng da cho em bé. Nếu không có nó thì các bạn hoàn toàn có thể tắm nhanh bằng nước ấm và các cái loại nước sữa tắm, tức là các loại sản phẩm khử khuẩn các cái dung dịch sát khuẩn cho em bé được, ví dụ nước này pha thêm cái Aminia vào trong cái nước tắm bình thường của em bé, mà không nhất thiết phải là tìm đến các loại lá khi mà không may nó rơi vào cái trường hợp mà cái lá nó không đảm bảo về chất lượng, thì ngược lại nó ảnh hưởng đến cái vùng da của em bé nhiều hơn. Chỉ cần nhớ, các bạn nhớ là nó không có tác dụng thúc đẩy nhanh cái quá trình khỏi bệnh và nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ
Cho nên đối với em bé thì các bạn không cần thiết áp dụng cái phương pháp tắm lá này. Và tắm lá thì nó cũng không phòng được sởi. Cho nên chúng ta không vất vả vào cái mùa sởi đấy, cứ chăm chăm đi tắm. Nó không phải là biện pháp phòng sởi cho em bé. Thứ hai nữa là gió, kiêng gió. Thì nó kiêng như thế nào? Đó là kiêng cái gió trực tiếp lùa ngoài trời. Ví dụ như không thể, ví dụ trời lạnh bên ngoài như thế này mà nằm sát cửa sổ để gió thổi trực tiếp vào thì nó sẽ khó chịu lên cái vùng da em bé. Nó có em bé có thể bị nhiễm lạnh và khó chịu. Nhưng ví dụ ở trong phòng có sử dụng điều hòa, ok, trời nóng hoặc mát vừa phải, bạn hoàn toàn có thể dùng quạt điện để quạt nhẹ nhàng ở xung quanh phòng để thông thoáng trong phòng. Tức là cái phòng cách ly nhưng là nên có ánh sáng mặt trời chiếu vào và nên thông thoáng gió thì nó mới diệt trừ các loại vi khuẩn virus ở trong gây bệnh ở trong đấy, nó thông thoáng phòng thì nó mới ok được. Và chúng ta chỉ kiêng gió trực tiếp ngoài trời chứ phòng nóng bức thì các bạn có thể dùng quạt cho em bé để tạo cái nhiệt độ thoải mái. Các bạn thấy là da thì nổi ban lên, người ấy khó chịu, người thì sốt nóng bức, không được tắm, không được quạt thì em bé sẽ rất khó chịu. Tức là bản thân là như chúng ta thấy nóng mượn thấy khó chịu rồi, thứ hai là cái da mà nó vừa ẩm ướt nó vừa nóng đấy, thì em bé còn dễ bị các cái nhiễm khuẩn ở sau đấy hơn. Cho nên với em bé bị bệnh sởi là chúng ta điều trị có thể tại nhà, cách ly ở trong phòng và có tắm rửa hàng ngày, đã sử dụng quạt để làm thông thoáng phòng hoặc là điều hòa, nếu bạn có điều hòa thì ok để thông thoáng phòng, làm mát phòng cho em bé. Đấy là cái môi trường chung. Thứ hai đó là cái vấn đề dinh dưỡng cho em bé như thế nào. Chúng ta cần phải tăng cường dinh dưỡng, bởi vì và tăng cường nước, khi mà sốt thì em bé sẽ mất nước và khó chịu, rất dễ mệt mỏi. Thì những cái loại đồ ăn thì chúng ta sẽ phải kiêng những cái loại đồ ăn mà có cái tính chất gây dị ứng cao cho cái nhóm đạm, đặc biệt là cái nhóm thủy hải sản. Bây giờ lúc này nếu muốn cho em bé ăn cháo thì chúng ta dùng thịt nạc, thịt thăn thôi thì nó ok hơn cho em bé. Sẽ tích cực các cái loại ví dụ như sản phẩm từ sữa, chế phẩm từ sữa nếu em bé thích, các cái loại trái cây và nước ép trái cây để cung cấp vitamin A và vitamin C. Thế là về mặt dinh dưỡng, tức là bạn cứ tích cực cho em bé ăn được càng nhiều càng tốt. Bổ sung thêm nước, em bé nào đang bú mẹ thì tích cực bú mẹ thì sẽ giúp em bé khỏe hơn, sẽ chống chọi được cái bệnh tật. Phần thứ ba đó là thuốc, có thể dùng thuốc gì. Thì hiện tại là trong cái phác đồ điều trị cho em bé bị sởi, chúng ta sẽ bổ sung vitamin A liều cao. Thường này các bạn ví dụ sẽ đưa em bé đến khám ở các bệnh viện tuyến huyện này, sau đó là kê thuốc uống liên tục trong 2 ngày. Phác đồ điều trị với vitamin A liều cao được khuyến cáo đó là trong 2 ngày kể từ khi có chẩn đoán xác định là sởi, bạn hãy dùng 2 ngày liên tiếp liều vitamin A liều cao đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi là liều 50.000 đơn vị một ngày, cho là 2 liều liên tiếp như vậy. Đối với em bé từ nhỏ hơn một, tức là từ 6 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi thì liều của nó là 100.000 đơn vị trên một ngày trong 2 ngày liên tiếp. Đối với anh em bé lớn hơn thì có thể liều tăng hơn từ 150.000 hoặc 200.000 đơn vị trên một ngày trong 2 ngày liên tiếp. Thì điều trị cái vitamin A này người ta nhận thấy là nó tốt hơn trong cái quá trình phục hồi sức khỏe của em bé và chống các những cái biến chứng, những cái ảnh hưởng đến cái vùng mắt của em bé. Trong cái quá trình cái phòng cách ly thì các bạn chú ý là có ánh sáng chiếu vào này, có sự thông thoáng gió nhưng không để ánh sáng chiếu trực tiếp vào cái vùng mặt em bé, tức là không gây chói mắt, không gây khó chịu cho em bé. Vì lúc này mắt của em bé có bị kích thích, em bé sẽ khó chịu. Trong cái vấn đề chăm sóc chung, mình quên cái phần này. Vệ sinh cho em bé thì ngoài tắm và tức là tắm cho em bé thì sẽ còn vệ sinh thêm ở 2 vùng là mắt và miệng, bởi vì em bé sẽ có đỏ mắt, chảy nước mắt khó chịu và có những cái loét trong vùng miệng thì sẽ thường xuyên dùng khăn sạch để lau cái vùng miệng cho em bé. Có thể dùng là bạn thấm nước muối sinh lý để lau cái vùng miệng cho em bé. Những em bé mà lớn hơn biết rồi thì dùng nước muối pha loãng để súc miệng. Vùng mắt thì chúng ta nhỏ cái cũng dùng cái nước muối sinh lý để nhỏ mắt thường xuyên để vệ sinh mắt cho em bé. Đấy là những cái chú trọng trong cái chăm sóc về sởi để cho em bé của bạn nhanh khỏi hơn, và tức là nó tránh các cái bội nhiễm, các cái biến chứng đằng sau. Còn về chu trình của bệnh thì nó sẽ có thời gian khoảng từ 7 đến 10 ngày cho cái quá trình từ khởi phát 2-3 ngày đầu, sau đó phát ban lên mất khoảng 3 ngày và cái ban nó bay hết đi, em bé trở lại bình thường. Tức là nó cần cả một cái quá trình thời gian như vậy. Chứ chúng ta không có những cái thuốc hay cái gì rút ngắn hơn. Cái thuốc duy nhất trong khuyến cáo này là vitamin A, mà vitamin A liều cao thì các bạn sẽ chỉ cung cấp được từ tại viện, các cái trung tâm y tế.
ở bên ngoài thì sẽ không không bán, ít rất ít bán các cái loại thuốc này, hầu như là không có. Nên các bạn sẽ thăm khám tại bệnh viện và cái thuốc này theo cái chỉ định của bác sĩ để cho em bé uống thì sẽ giúp em bé mau lành hơn. Nhớ với các bạn đó là ví dụ cắn các cái loại lá thì nó không phòng được cái sởi. Để phòng sởi, một là tiêm phòng, hai là hạn chế tiếp xúc với những cái người dễ gây ra sởi. Đấy, với em bé thì em bé đến 9 tháng tuổi chúng ta tiêm phòng sởi ngay khi ngủ thoáng, còn em bé nhỏ hơn thì chúng ta hạn chế những cái nơi đông người. Mặt nữa đó là giữ gìn vệ sinh nhà cửa, rồi cái đồ chơi của em bé thường xuyên phải rửa vệ sinh thì nó sẽ đảm bảo tốt hơn cho con mình, tránh các cái khả năng lây nhiễm sởi trong cái mùa sởi này. Phần tiếp theo thì mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn.